Đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở trước mặt các bạn, mình có một cái chiếc máy tính bảng. Thì cái chiếc máy tính bảng này có gì đặc biệt? Thực chất nó cũng không có gì đặc biệt cả. Thì ở cái video clip lần trước mình có giới thiệu đến các bạn cái chiếc đầu karaoke của Sonka Media. Đó là cái chiếc Atmos SK9018KTV W. Thì đây là cái chiếc máy tính bảng đi kèm để sử dụng cho cái chiếc đầu karaoke đó. Thì cái chiếc máy tính bảng này cũng giống như những cái chiếc máy tính bảng thông thường thế thôi, nó chạy hệ điều hành Android với phiên bản 4.4.2. Thì cái chiếc máy tính bảng này nó chỉ đặc biệt ở chỗ đó là nó được cài sẵn cái ứng dụng mà chọn bài trên cái chiếc Atmos SK9018KTW thôi, cũng như là cái ứng dụng chọn bài trên những cái dòng đầu Atmos karaoke khác của Sonka Media. Thì đây là cái ứng dụng chọn bài của được cài sẵn trên cái chiếc máy tính bảng này đó. Thì ngoài ra bạn còn có thể sử dụng những cái máy tính bảng khác hay là những cái smartphone khác để tìm cái ứng dụng này trên những cái kho ứng dụng. Thì hiện tại thì cái ứng dụng này nó có mặt trên cả ba kho ứng dụng, đó là kho ứng dụng của iOS hay là CS Play của Android hay là cái ứng dụng Windows Phone đó. Thì rất là dễ dàng tải về và rất là nhanh chóng. Thì ngoài ra cái chiếc máy tính bảng này cũng rất là đặc biệt, đó là khi bạn mua cái chiếc máy tính bảng này thì nó sẽ được đi kèm cùng với cái case bảo vệ bên ngoài này, đó là một hố. Thì cái cây bảo vệ này giúp cho cái chiếc máy tính bảng của bạn bền bỉ hơn khi hoạt động, nhất là trong cái những cái cơ sở kinh doanh karaoke. Thì việc an toàn cũng như là độ bền bỉ của thiết bị là một trong những cái vấn đề cần quan tâm. Thì cái chiếc máy tính bảng này sẽ hoạt động như thế nào với cái ứng dụng chọn bài của Sonka Media trên cái chiếc Atmos SK9018KTW này? Thì đây là cái ứng dụng chọn bài của cái chiếc máy tính bảng đã được cài sẵn đó. Thì cái ứng dụng với cái giao diện rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng, rất là thân quen với cái khung bên tay trái là nơi các bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số như là âm lượng, keys, tăng độ nhanh cũng như chậm của bài hát, hay là tempo, tăng cái tông, thay đổi tông cũng như là melody, rất là đơn giản. Và ngoài ra nó còn có một cái phần là nút kết nối. Thì đây là nơi bạn có thể tìm kiếm những cái tín hiệu wifi mà trên những cái chiếc đầu karaoke phát ra để có thể kết nối, và từ đó sau khi kết nối bạn có thể điều khiển dễ dàng hơn, thao tác chọn bài dễ dàng hơn đó. Thì cái ứng dụng này rất là hay ở chỗ là nó hoạt động rất là mượt mà, cũng như là tìm kiếm bài hát rất là chuyên nghiệp và dễ dàng. Bạn chỉ cần gõ tên bài hát hoặc là nhập mã số bài hát ở đây luôn, nó có cả mã số bài hát và tên bài hát. Ngoài ra bạn còn có thể tìm bài hát theo tên ca sĩ đó, tên ca sĩ có cả hình ảnh ca sĩ dễ dàng trực quan. Ngoài ra bạn còn có thể tìm kiếm theo tên tác giả hoặc là tên thể loại của bài hát. Ở đây có rất nhiều thể loại như là trẻ, thiếu nhi, trữ tình đó. Thì Sonka trên những cái đầu karaoke của Sonka Media thì chủ yếu là những bài nhạc MIDI với hơn 16.000 bài nhạc MIDI có bản quyền được kèm theo. Ngoài ra thì bạn còn có thể tùy theo sở thích thì bạn có thể chép thêm những bài nhạc MTV của bạn vào những cái ổ cứng, bởi vì trên hầu hết những dòng đầu karaoke mới hiện nay của Sonka Media đều có hỗ trợ ổ cứng đó. Thì nó còn có thêm cái chức năng tìm kiếm bài hát trên ổ cứng đó, ở đây đó, bạn có thể tìm kiếm bài hát trên ổ cứng ở cái nút tùy chọn KTV này, ở một bài hát ở phần MIDI, đó là cái những cái bài hát trong cái thẻ nhớ đi kèm khi mua một cái đầu karaoke của Sonka Media đó. Rồi ngoài ra thì cái ứng dụng này còn có một cái điểm hay nữa là nó có thêm cái phần nghe nhạc dance. Thì khi mở cái chức năng nghe nhạc dance này thì bạn sẽ không còn thực hiện cái việc hát karaoke nữa, mà bạn sẽ chuyển sang cái chế độ là nghe nhạc, nghe những bài nhạc dance rất là sôi động để thư giãn đó, rất là tiện dụng. Thì cái video hoạt động, cái cách sử dụng cũng như là cái cách hoạt động của cái ứng dụng này trên cái đầu karaoke Atmos SK9018KTW thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một video khác. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.